kiểm tra lại con thổ đồng. Con đồng siêu rù nhường lại cho ông anh ở Hải Dương, thành phố Hải Dương nha. Kiểm tra cho em nó lên đường. Đây là con đồng siêu rù. Con này là chỉ là chim lỡ thôi nha, nó mới bắt có 6 bổi thôi nha. Vì anh chịu khó anh huấn luyện anh tập thêm. Chim thì nói chung là nước tiền của nó là nó có thuốc dồn kèm dặm thưa nha. Mà nước gù của nó thì nó là đặc biệt danh, nó là đồng siêu gù. Thì anh hiểu rồi đó. Chim cặp cán chằng dần luôn ha. Ông anh này cũng có bắt của mình một con mồi về rồi. Rồi bây giờ ổng về con mồi nó bị sự cố. Sau này ổng mới kêu là tiễn cho ảnh một con nữa, đừng cho ảnh về ảnh chơi. Giờ ảnh thích cái con đồng thì giờ chỗ anh em mà tình nghĩa dạng cũng như ổng thì cũng như mà anh ruột vậy thôi. Giờ mình nhường lại cái con đồng siêu gù cho ảnh. Đồng rồi đi thi gù được á, kinh điển. Anh em thấy nước gù nữa không? Con đồng này được có cái là nó gù canh hay lắm nha.
siêu gù nó gù cho anh em. Cái gù con đồng nguyên hổ hả hỏng với nó luôn, gù hết được luôn. Bye.
chim nó gù canh ghê không, đối phương gù là nó đứng cái nhìn đó. Cái chừng đối phương nghỉ gù là nó dập tới, dập tới, dập tới, dập nó con canh vậy á, bắt bỏ với mấy tài tình.